Dòng chó đẹp mắt người làm của đồ là dòng chó gì? Bichon xuất hiện tại Pháp vào thế kỷ thứ 14. Chúng là kết quả lai tạo giữa ba dòng là Spaniel, Ba Bạc và Poodle. Bichon là dòng chó có kích thước nhỏ, có chiều cao từ 24-30cm và cân nặng trung bình từ 3-6kg. Chúng có cái đầu to tròn đáng yêu, mỏng dài vừa phải, đôi tai cụp bị che phủ bởi lớp lông rậm, chiếc đuôi cong vuốt và chân hơi ngắn, bộ lông xù hai lớp tròn trịa và mềm mại. Bichon có màu lông chủ yếu là màu trắng tinh ngọc trinh. Một số bé thì có màu trắng xám và màu trắng kem, và hầu như Bichon giống như Poodle là không rụng lông. Bichon cực kỳ thông minh, chúng rất thân thiện với trẻ con và đặc biệt là hòa đồng với tất cả các vật nuôi khác. Bichon có tuổi thọ khá cao, từ 12-20 năm. Giá của Bichon thì không hề rẻ, nếu mua Việt Nam mà không giấy thì có giá từ 10-25 triệu, còn nếu có giấy VGA thì có giá từ 30-50 triệu, còn nếu nhập khẩu châu Âu thì có giá không dưới 2.500 đô. Tôi tin bé Việt Phú mà là bé